Ở đây đó, đây là một cái quảng trường 10 tháng 3 các bạn nhé. Đây là cái vị trí sẽ được khai mạc cái lễ hội Festival Cà Phê. Mọi người nhìn ra là đây là một cái vị trí. Hiện tại bây giờ mọi người đang gấp rút để xây dựng cái sân khấu. Đấy, phía bên này, này công tác chuẩn bị đây, sân khấu rất là hoành tráng các bạn nha. Tầm hơn 10 ngày nữa nhưng mà bây giờ đã như thế này rồi, bị xong rồi các bạn nhé. Mọi khâu chuẩn bị thì đang tiến hành gấp rút để cho kịp tiến độ cho ngày mùng 10 tháng 3 nè các bạn nhé. Đó, ở đây thì cái bãi đất trống ở ngay chỗ mà đầu đường Trường Chinh ấy, với lại Nguyễn Tất Thành ấy. Đang khẩn cấp gấp rút để kịp lễ hội cà phê các bạn nhé. Phía bên này là cái chỗ đường Đinh Tiên Hoàng này bạn nhé. Đó. Mặt này mặt phía bên Đinh Tiên Hoàng. Công tác chuẩn bị và các cái sạp và gian hàng đang bắt đầu tiến hành. Các anh thợ hiện tại bây giờ bắt đầu đang chuẩn bị đây. Ở đây là ngay tại chỗ mà trung tâm văn hóa gần ngã 6 luôn các bạn nhé. Lễ hội cà phê sẽ tổ chức ở tại trung tâm văn hóa 02 Hùng Vương. Và tất cả mọi cái lễ hội thì nó diễn ra rất là nhiều nơi, nhưng mà cái nơi diễn ra chính thì là ở 02 Hùng Vương và ở tại quảng trường nữa các bạn nhé, và thêm cả cái đường sách cà phê nữa. Đây là ngay trung tâm văn hóa này đó. Đấy, góc ngã 6 luôn. Đây bốn mặt ở đây một cà phê. Đây các bạn nhé, đây là cái vị trí mà sẽ diễn ra cái điểm chính của lễ hội đó, trung tâm văn hóa của tỉnh. Ở đây là ngay chỗ mà ngay 02 Hùng Vương này các bạn nhé. Cái mặt này là mặt của đường Hùng Vương đây. Cái công tác chuẩn bị đang được gấp rút. Ngã 6 rồi này. Đây ngã 6 đây, khách sạn Sài Gòn Văn Minh kia nhé. Và phía bên đằng kia là đường Phan Chu Trinh đây. Thì mọi người đến ngày lễ hội thì cứ tới đây uống cà phê miễn phí các bạn nhé. Vâng, video mình đến đây chỉ là kết thúc nhé. Mình giới thiệu vậy thôi, thì mấy hôm nữa đến lễ hội thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Mong các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ để mình làm thêm nhiều video hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào và hẹn gặp lại.